Thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong những năm qua, ngành thống kê đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê nhằm nâng cao chất lượng thông tin và hiệu quả hoạt động thống kê. Trong công tác thu thập thông tin thống kê, đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều phần mềm phục vụ công việc thu thập, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra, cũng như các phần mềm kết nối dữ liệu hành chính và gửi nhận chế độ báo cáo thống kê. Tuy nhiên, các phần mềm riêng lẻ theo từng nghiệp vụ dẫn đến người dùng phải quản lý quá nhiều phần mềm. Việc chỉ đạo điều hành thu thập thông tin điều tra chưa được quản lý đồng bộ. Xuất phát từ thực tế trên, sau hơn một năm thực hiện xây dựng, Cổng Thông tin Điện tử về thu thập dữ liệu và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đã cơ bản hoàn thành các chức năng chính, đáp ứng các mục tiêu chính của Cổng Thông tin Điện tử, bao gồm 1. Thống nhất công tác chỉ đạo điều hành trong thu thập thông tin thống kê từ trung ương tới địa phương. 2. Quản lý đồng bộ các ứng dụng, phần mềm, điều tra thống kê, gửi nhận chế độ báo cáo thống kê, kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính. 3. Tạo thuận tiện trong công tác thu thập thông tin, giám sát và kiểm tra dữ liệu của các cuộc điều tra thống kê trên môi trường mạng. 4. Quản lý tập trung và cung cấp công cụ khai thác kết quả các cuộc điều tra đã được công bố. 5. Quảng bá dịch vụ thống kê và dịch vụ công nghệ thông tin thống kê. Cổng thông tin điện tử với tên miền datacollection.gso.gov.vn được bố cục chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất là khu vực dành cho các thông tin sự kiện liên quan đến công tác thu thập dữ liệu thống kê. Phần thứ hai là khu vực dành cho các nội dung liên quan trực tiếp đến thông tin điều tra thống kê của các cuộc tổng điều tra thống kê và các cuộc điều tra thống kê. Phần thứ ba, các dịch vụ thống kê như khai thác dữ liệu thống kê, dịch vụ thống kê, dịch vụ ứng dụng, công nghệ thông tin thống kê. Ngoài ra, tất cả các ấn phẩm của Tổng cục Thống kê cũng được đăng tải đầy đủ trên cổng thông tin và người dùng cũng có thể liên kết tới hơn 60 trang thông tin của các đơn vị trong toàn ngành thống kê. Với bố cục rõ ràng và dễ theo dõi, người dùng có thể tìm kiếm thông tin hoặc thực hiện điều hành tác nghiệp các cuộc điều tra một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Đối với nội dung điều hành, tác nghiệp điều tra, trước tiên người dùng cần đăng nhập tài khoản đã được đăng ký để cập nhật vào hệ thống. Tại đây, tiến độ các cuộc điều tra sẽ được thể hiện theo thời gian thực đang được thực hiện trên cả nước. Mục điều tra thống kê bao gồm tổng điều tra và điều tra mẫu giúp người dùng có thể thu thập thông tin điều hành của các cuộc tổng điều tra và các cuộc điều tra. Đối với các cuộc tổng điều tra như tổng điều tra kinh tế, tổng điều tra dân số và nhà ở, tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, người dùng, bao gồm cả người có tài khoản và người không có tài khoản đăng nhập, có thể thu thập đầy đủ các thông tin cụ thể, bao gồm các văn bản, chỉ đạo điều hành, cũng như các kết quả đã được công bố trong các cuộc tổng điều tra, khai thác dữ liệu đối với những cuộc tổng điều tra đã hoàn thành và công bố kết quả cuối cùng. Các điều tra hàng năm được phân chia ra thành từng lĩnh vực điều tra cụ thể như dân số và lao động, nông lâm nghiệp và thủy sản, tài khoản quốc gia, công nghiệp và doanh nghiệp. Mỗi lĩnh vực điều tra sẽ bao gồm thông tin cụ thể về báo cáo tiến độ, cũng như các tài liệu, tác nghiệp, tin tức liên quan đến cuộc điều tra. Người dùng có thể truy cập vào phần tác nghiệp để được cập nhật thông tin tác nghiệp, chỉ đạo điều hành của từng cuộc điều tra. Trường hợp không có tài khoản tác nghiệp, người dùng cũng có thể truy cập thông tin tài liệu điều tra để cập nhật các văn bản, quyết định điều tra, phiếu điều tra hay sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ. Các cuộc điều tra đều được phân chia theo từng năm giúp người dùng có thể khai thác thông tin theo nhu cầu. Ngoài các tài liệu về cuộc điều tra, trong mục thu thập thông tin, người dùng cũng có thể cập nhật và theo dõi tình hình thực hiện báo cáo thống kê, được phân chia thành 3 mục, bao gồm báo cáo thống kê cấp quốc gia, báo cáo thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và báo cáo thống kê ngành thống kê. Trong đó, báo cáo thống kê cấp quốc gia là công cụ tác nghiệp dành cho một số bộ ngành gửi báo cáo hàng tháng về Tổng cục Thống kê. Với mong muốn tối ưu hóa nhu cầu khai thác và kết nối thông tin giữa các bộ ngành, Cổng thông tin của Cục Thu thập dữ liệu đã được tích hợp tất cả các chức năng ứng dụng của các bộ ngành. Cụ thể, phần thông tin dữ liệu hành chính được thiết kế dành riêng cho ngành thuế nhằm cung cấp chia sẻ thông tin định kỳ hàng tháng từ Tổng cục Thống kê cho ngành thuế. Mục dữ liệu được thiết kế dành riêng cho việc cung cấp các dữ liệu thông tin đã được công bố, bao gồm biểu số liệu thống kê và khai thác cơ sở dữ liệu. Khi truy cập vào mục biểu số liệu thống kê, người dùng sẽ được dẫn trực tiếp tới trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê để được cập nhật đầy đủ các kết quả, số liệu thống kê theo từng lĩnh vực và các cuộc tổng điều tra. Trong phần khai thác cơ sở dữ liệu, người dùng sẽ được cung cấp các dữ liệu chính như kết quả điều tra, dữ liệu tổng hợp tùy biến và các yêu cầu khai thác khác. Trong đó,
Dữ liệu tổng hợp tùy biến là một loạt các kho dữ liệu như kho dữ liệu về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, kho dữ liệu tổng điều tra kinh tế năm 2017. Mỗi kho dữ liệu sẽ bao gồm hàng loạt các tài liệu, số liệu, khái niệm định nghĩa, các ấn phẩm, video clip được sắp xếp, phân loại theo từng lĩnh vực cụ thể. Phần dịch vụ được chia ra thành hai mảng chính bao gồm dịch vụ thống kê và dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin thống kê. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tra cứu tư liệu tại thư viện thống kê hoặc sử dụng dịch vụ thống kê theo nhu cầu có thể truy cập vào phần dịch vụ thống kê. Tại đây, người dùng có thể được cung cấp các thông tin hướng dẫn cụ thể về trình tự các bước cũng như cách thức đăng ký dịch vụ theo nhu cầu của mình. Nhóm dịch vụ thứ hai là dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin thống kê như dịch vụ lập trình phần mềm theo yêu cầu, bảo trì máy tính, bảo trì mạng, dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống, dịch vụ tư vấn thiết kế và lắp đặt bảng LED điện tử. Người dùng có thể liên hệ Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê theo số điện thoại và địa chỉ của 3 trung tâm tin học thống kê khu vực được cung cấp trên trang thông tin. Tiểu mục nội bộ trong mục điều hành là các nội dung liên quan hoạt động điều hành của Cục Thu thập dữ liệu. Mục điều hành bao gồm nội dung góp ý phương án điều tra của ngành thống kê cũng như các thông tin về quản lý công nghệ thông tin. Hàng năm, Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê xây dựng các phương án điều tra và gửi xin ý kiến các đơn vị trong toàn ngành. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp ý kiến góp ý và gửi về Cục Thu thập dữ liệu sau khi lãnh đạo cục phê duyệt góp ý trên hệ thống. Với các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin được chia ra thành hai mục, bao gồm báo cáo tổng hợp chứng thư số của toàn ngành thống kê và quản lý công nghệ thông tin. Trong đó, cổng thông tin điện tử đã tích hợp với các ứng dụng về quản lý công nghệ thông tin trong toàn ngành, bao gồm quản lý thiết bị công nghệ thông tin, kế hoạch xây dựng và thực hiện công nghệ thông tin nói chung. Để quay trở lại trang chủ của cổng thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện từ các trang con hoặc các nội dung khác, người dùng thực hiện nhấn chuột vào logo của Cục Thu thập dữ liệu ở góc trái phía trên của màn hình. Có thể nói, sau hơn một năm, với sự nỗ lực của cán bộ, công chức ngành thu thập dữ liệu thống kê, đội ngũ chuyên gia phát triển, đến nay, cổng thông tin điện tử datacollection.gso.gov.vn đã chính thức hoạt động. Cổng thông tin sẽ liên tục được cập nhật và không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ, góp phần hiệu quả trong công tác thu thập dữ liệu của toàn ngành thống kê nói riêng, cung cấp và chia sẻ dữ liệu thống kê một cách thường xuyên giữa các đơn vị, bộ, ngành và địa phương nói chung.